Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình tiếp tục cập nhật cho các bạn xem, tiếp tục là phần 2 của những cái chiếc xe cẩu đại thắng, cẩu dầm cầu lên để mà lắp ráp ở trên cái cầu cao tốc lộ từ Châu Đốc về Sóc Trăng ha các bạn. Như video trước mọi người xem thì cả một buổi sáng luôn thì cẩu chỉ được mỗi hai cái dầm cầu lên thôi, tại vì cái dầm cầu nó kích thước rất là khủng các bạn, dài tới 38 m, nặng 80 tấn, và chiều ngang là 2 m rưỡi, chiều cao là 1 m 8, thì cho nên đó là muốn cẩu lên thì cũng phải chuẩn bị khá là kỹ càng, cũng như là neo đậu rồi trụ chân này kia, nó rất là nhiều những cái thứ mà để cẩu lên ha. Thì hôm nay mình tiếp tục sẽ gửi đến tất cả mọi người xem đây. Hình như là cái chiếc bon ở phía sau đang chở hai cái dầm cầu đây nha các bạn. Thì trên cây cầu này tổng cộng có tất cả là 7 cái dầm cầu. Hiện tại thì mới được lắp lên chỉ có 2 cây thôi, còn 5 cây nữa thì mấy ảnh đã nghỉ trưa các bạn. Bây giờ thì cũng đã tới giờ làm rồi, thì ảnh mới chạy lên đây tiếp tục. Tại vì hồi sớm nếu mà không dời ra thì những cái phương tiện khác lớn nó sẽ không lọt qua chỗ này được, cho nên thì ảnh phải lui ra. Bây giờ thì ảnh đã chạy vô để chuẩn bị tiếp tục là cẩu lên, thì mình mời tất cả mọi người cùng xem với mình nha. Ở đây bây giờ cái phần bon mà chở dầm cầu, hình như là mình thấy chỉ có 2 cái dầm thôi các bạn. Hiện tại thì đang lui ra để mà chạy tới. Thì mình thật sự thì cũng chưa biết là mấy ảnh sẽ cẩu như thế nào trong cái tình huống này. Chắc có lẽ là sẽ cặp vô cái chiếc này nè các bạn, rồi sẽ cẩu xéo qua, chứ không có cẩu như hồi sáng nha. Thì cái video trước á, cái chiếc xe lưu bồi, chiếc xe lưu bồi mà để giống như là một cái chạm trung gian các bạn, là xe của đời chống Pháp chống Mỹ gì đó, nó cực kỳ là cũ luôn. Mọi người nào chưa xem thì có thể vô cái đoạn video trước mình xem nha. Còn ở đây thì tại vì mình ở bên sông rồi, không có quay được chiếc xe đó cho mọi người xem nữa, cũng hơi tiếc. Phải nói là mọi người nhìn một là chỉ biết khóc thôi, chứ không còn cái dùng cái từ nào mà để diễn tả cái chiếc xe luôn các bạn. Anh bọn kia đang đi lên, giờ cũng tới giờ làm việc rồi, mấy anh cũng đang gấp rút. Chắc có lẽ là trong buổi chiều ngày hôm nay là xong 7 cây dầm nha các bạn, còn 5 cây chứ. Rồi bây giờ thì anh xe cẩu bên kia cũng đã hoạt động rồi các bạn. Anh tài xế bên đó là anh Tý ha. Nếu anh Tý mà có xem được video này xin like anh Tý ơi. Hay, hai anh cũng đã để máy lên và quay vô. Thì hiện tại giờ hai đầu các bạn thì sẽ có những anh giao thông điều tiết chặn lại nha, để cho mấy anh này thi công xong hết rồi mới bắt đầu mở cho xả ra cho mấy anh đi các bạn. Hitachi KH1000. Đó. Xe chen chính giữa luôn. Cái dầm cầu sẽ đi đường giữa của hai chiếc xe cẩu nha các bạn. Ồ, nhìn nó quy mô thật sự chứ. Xe cẩu, hồi nãy thì mình chưa có cập nhật thông tin này cho các bạn nghe với mình. Xe cẩu này thì mỗi một chiếc là 200 tấn. Sau khi mà trung chuyển lên tới trên bờ thì sẽ sử dụng chiếc xe cẩu này là 80 tấn ha các bạn. Chiếc này một chiếc nữa là 80. Chiếc này là 100 tấn nè, chiếc này là 200 tấn. Đây mọi người thấy cái phần sừng trâu mỏ neo gõ ghẻ rất là nhiều tên các bạn. Khủng khiếp bự thiệt chứ. Cái cục nó không mà dám có thể là có tấn các bạn. Chứ không có nhẹ đâu, nguyên một cái sắt đặc luôn. Thì anh tàu kéo thì anh đang dùng vũ lực để đẩy chiếc bon lên các bạn. Hai cái dầm cầu này thì nó rất là bự nha. Cái lý do là tại vì cái chiếc bon nó giống như là cái hầm xà lan các bạn, nó có cái bửng đưa lên, cho nên thì các bạn thấy nó nhỏ, nó thật sự thì nó còn chiều sâu ở dưới rất là sâu, tại vì nó sâu tới 1m8 rồi, mà phần lú này lên là giỏi lắm 8 tấc rồi, còn xuống dưới cả mét nữa đó. Ảnh gỡ cái màn ý ra để vô cái cẩu cái bên ngoài là vô trước.
Không biết là từ đây tới chiều là ảnh xong hết trơn 5 cây còn lại không có bạn. Trời ơi, cái màn ý không mà nó bự hơn cái mình của ông anh đó nữa. Đây, bây giờ thì anh Tý cũng đã quay cái cẩu ra ở ngoài phía sau để chuẩn bị cẩu lên nha các bạn. Thực sự thì đây là một cái dầm cầu rất là nặng, 80 tấn, dài tới 38 mét luôn các bạn. Nên thì các anh phải chuẩn bị, phải sắp xếp, ngăn nắp, đâu phải vào đó hết mới tiến hành để mà lôi lên. Thì đây là trong một trong những cái đoàn xe cẩu hùng hậu và quy mô nhất trong cái đường cao tốc giữa Châu Đốc và về Sóc Trăng. Và ở đây là Kinh Sáng Sà No 4000 Hậu Giang đó các bạn. Đối với những cái dầm cầu mà nó to và nó có cái hình dạng như thế này thì bên mấy anh em cũng hay thường gọi là Super T, Super T đó các bạn. Thì theo như những gì mà mình biết tiếng như này á, là Super tức là mạnh đó các bạn. Còn T là viết tắt của chữ T. Tại hình dạng của chữ cái này nè, nó có giống như chữ T á, dầm cầu sức mạnh. Đây là anh Tý tài công, ý tài xế ha. Thật sự thì lần đầu mình thấy những cái cỗ máy mà khổng lồ như thế này đây. Không biết là mọi người đã thấy chưa. Thì nếu mình có nói gì sai sót thì mong các bạn hãy góp ý cho mình nha. Đừng có ném đá, mình cũng tội nghiệp, tại vì cũng lần đầu mà. Tại xíu nữa đây thì anh xe cẩu bên đây sẽ đưa cái dầm cầu ra ngoài mé sông. Còn anh kia thì sẽ quay vô. Lên ga rồi các bạn, dở lên cái chiếc bon nổi lên nước luôn nè. Đó, chiếc bon nổi luôn các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, ở dưới nó rất là dày nha, rất là sâu luôn. Như vậy là anh em quyết định quay vô trước các bạn. Rồi ngồi phía dưới. Lái cái này thì hai anh tài xế là phải ăn gơ và ăn ý dữ lắm các bạn. Anh này quay thì anh kia phải quay theo ha, chứ nếu không thì nó bị thẳng dây. Này, xe cẩu thì gắn đèn tín hiệu với lại là loa nó rất là nhiều, càng các bạn. Tít 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 tít. Quay tới bên đây luôn. Tiếp cái dầm cầu các bạn ơi. Rồi, vậy là cái đầu bên trong kia sẽ để trên một cái chiếc xe lưu bồi thời của đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ thôi các bạn. Tiếc quá mình không có vào được bên kia. Bây giờ thì này là quay ngược lại. Thank you.
phía bên này, nó thấy được chiếc xe phía bên kia đó. Chiếc xe cẩu màu vàng ở trong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giục cái đầu xuống là nó sẽ lụm liền ha. Nhà tóc này bị khuất chút xíu mà chặt tiếc quá. Đây mọi người có thể thấy là cái dầm cầu các bạn thì nó sẽ không thẳng hoàn toàn 100% ở cái nhịp dưới nha. Nó sẽ hơi cong một chút xíu, đó là cái độ đàn hồi cũng như là rung chắn đó các bạn. À, không có cái nào mà thẳng tuyệt đối được. Dỡ cái dập cầu lên bắt đầu là cái này. Hả? À, lu bồi phía bên kia. Kéo cái đầu nó vô cái xe cẩu bên kia. Đây, bây giờ chiếc xe lưu bồi cũng đã lưu vô các bạn. Tiếc quá các bạn ơi, góc này đã bị hơi thiếu, bị hụt một tràng. Không thể nào quay cận cảnh cho mọi người xem được, thiệt tình. Đó, thì sau khi cái chiếc mà mép bên đây buông ra các bạn, thì đưa cái đầu lại cho anh xe cẩu bên kia. Và cái đầu mà của cái anh xe lưu bồi thì đem về lại cho cái chiếc màu vàng này các bạn. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là giữa cái chiếc xe cẩu màu vàng 80 tấn và anh Tý xe cẩu 200 tấn. Nhiệm vụ còn lại là sẽ đưa lên hết các bạn. Và đây là cái dịp dầm cầu thứ 3 đang chuẩn bị đưa lên. Thì trong cái quá trình mà anh em người ta đưa lên đó các bạn, thì trong cái giai đoạn nó rất là kỹ lưỡng cũng như là khắc khe và sát sao trong cái vấn đề là kỹ thuật, phải là ngay tuyệt đối. Thì những cái thông số là tính bằng điện tử không có bạn, không thể nào mà nói bằng thước tay mình đâu. Đây bây giờ thì ảnh đưa lên từ từ các bạn, phải nói là một cái tốc độ cực kỳ là chậm chạp. Tại vì là nó tới 80 tấn ha, nếu như mà mình không kỹ, chỉ cần một cái va chạm nhẹ thôi các bạn, thì cũng có thể là gây nứt, gây gãy cũng như là bể những cái đầu khía cạnh của cái dầm cầu. Cho nên thì mấy anh em phải nói là cực kỳ là thận trọng trong cái vấn đề này luôn. Hai anh thì phải nâng lên là cùng với tốc độ, kéo dây cũng là cùng mức để cho hai cái thanh nó đi lên trùng khớp đó các bạn. Dỡ lên là để cho nó hút mí như thế này đây. Rồi anh mới hạ xuống lại. Chỉ là ra dấu hiệu thôi. Khủng khiếp. Vị trí mình đang đứng thì cách lên bển ảnh tầm 70-80 mét rồi các bạn. Bây giờ thì hạ xuống. Thì nghe mấy ảnh nói là nếu như cái này thì thật sự thì là hấp dẫn thôi, nhưng mà chưa kịch tính bằng khi mà cẩu những cái dầm cầu mà giữa sông các bạn. Anh phải kéo thì cẩu mà kéo dây lên tầm mấy chục mét và từ mặt nước đưa lên á, thì nhìn như vậy nó thật sự là kịch tính. Hôm nào ảnh có lắp cầu như vậy thì mình cũng sẽ đi theo ảnh để mà quay cho mọi người xem. Giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu của bên mấy anh em đưa xuống nữa nè.
Hai chiếc xe gẫu gom lại thì là 280 tấn, như vậy thì còn rất là dư. Tại vì khi mà cẩu lên thì cái sức nặng đã được chia đôi rồi các bạn, mỗi bên là 40 tấn thôi, rất là dư sức và đủ sức mạnh để mà lôi lên. Anh xe màu vàng thì đang di chuyển bằng bánh để cho nó gần lại các bạn, chứ đang chở nặng như thế này thì hạn chế hạ cần nha. Thì hạ cần nếu mà cái đít xe mà nó nhẹ quá thì nó sẽ hiện tượng là nhõng đít, cho nên thì anh phải dường cần cao tuyệt đối như vậy các bạn. Bánh xích nó chịu lực rất là nhiều, và ở phía sau thì trang bị những cái cục tạ phải nói là hàng chục tấn, hàng trăm tấn không các bạn, không có đơn giản là nhập ít đâu. Này, những cái máy này nè các bạn, những cái cục mà 6 cục này nè là 6 cục tạ hết, chắc mình nghĩ cục có mấy chục tấn. Dùng sức tay để đẩy mấy chục tấn. Bây giờ thì cái dấu hiệu cầu cũng đã được thả xuống các bạn. Cây thứ ba. Bên đây thì cũng sử dụng cây cũng như là các cái dụng cụ cần thiết để xeo lại cho nó lọt kẽ ha. Hiện tại bây giờ thì giao thông chỗ này cũng hơi bị kẹt chút xíu, thì mấy anh cẩu xong anh sẽ chạy ra để cho những cái chiếc ghe chạy qua các bạn, rồi anh sẽ tiếp tục chạy tiếp. Đây, bây giờ ảnh sẽ cẩu cái dầm thứ hai, cũng là cái dầm cuối cùng ở trên cái chiếc xà lan bon cho các bạn. Không biết là buổi chiều hôm nay là ảnh lắp hết kịp không đây. Mình cũng hy vọng rằng là ảnh sẽ lắp hết để mình còn đi về các bạn. Quãng đường mình đi thật sự thì rất là xa để quay lại thước phim này để gửi tất cả mọi người xem đây. Sự rất là xa luôn các bạn. Cùm ghê chưa? Chiếc xà lan lan bon nó nổi lên cả 5 tấc các bạn, đúng là dữ thần chứ. Đó, ra khối luôn kìa. Nhìn cái dầm cầu với lại là cái ông anh đứng ở đó thì dầm cầu cao hơn ảnh này. Anh thì chắc cỡ 1m7 thôi, còn cái dầm cầu tới 1m8 cho nên thì cao hơn anh hết một cái gần nửa cái đầu các bạn. Mình xin nói lại, thật sự thì các anh tài xế lái xe cẩu này phải nói là đẳng cấp cực kỳ ha, phải nói là ăn gơ ăn ý từng nhịp và từng cái thao tác. Chắc mấy anh cũng đi làm chung với nhau cũng rất là nhiều năm, cho nên thì mỗi những cái động tác đó là hầu như là ăn gơ 100%. Đây, cái góc quay là toàn cảnh của bạn, để mọi người thấy toàn bộ cái dầm cầu. Mà mọi người hãy so sánh giữa cái dầm cầu và người ta đi các bạn, là mới thấy cái mức độ khủng khiếp của cái dầm cầu. Nếu các bạn nào mà biết cái dầm cầu nào mà khủng hơn cái dầm cầu này nữa, đặc biệt là trên cái cầu nào, thì mọi người có thể bình luận giúp mình để mình góp thêm một chút kiến thức nào đó nha. Chứ thật sự thì mình thấy cái này thật sự rất là to luôn các bạn.
Đây, đèn tín hiệu của hai chiếc xe cẩu khi mà hoạt động là phải có một những cái tín hiệu như vậy để cho anh em người ta quan sát và chú ý các bạn, chứ không phải đơn thuần là một cái tiếng bíp bíp nghe đơn giản như đâu, mà đó là một trong những cái tín hiệu ở trong công trình đó các bạn. Ý là xe cẩu chỉ có 200 tấn như thế này mà mình nhìn cái mức độ là quy mô như vậy, nếu như mà mình lợi những cái cảng mà dạng như cảng quốc tế các bạn, chắc những cái xe cẩu nó nhìn phải là lác mắt quá. Và qua video này, anh em nào mà có cái công việc mà ở trong những cái cảng đó, có thể hỏi xem là nếu mà review được thì có thể cho mình xin phép một vé vô review để cho khán giả cũng như là mình mở mang tầm mắt các bạn để xem là nó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Xem trên video thì mình thấy cũng có những chiếc bự lắm, thậm chí là cái gần bánh xích thôi mà nó bự hơn người ta luôn. Một lá bánh xích này thôi là bằng một cơ thể người, cho nên thì mình thật sự thời xưa giờ thì mình chưa có thấy các bạn ở ngoài đời ha. Và bây giờ là bên trong là đang đưa xuống các chiếc xe. Đây là một góc nhìn mới nè các bạn. Trên đó thì cái bề mặt nó rất là lớn các bạn. Anh trai nó đi lên thì bình thường nha, không có cái gì. Mọi người xem thì cũng đừng có nói, đừng có nên bình luận cái vấn đề là bảo hộ hay này kia các bạn. Thật sự thì mình cũng hơi bị nhức đầu với những bạn khoa học online lắm. Thật sự thì như bác sĩ online nè, thì ai mà không thương cái tánh mạng của mình đúng không? Công việc thì người Việt Nam mình hầu như không, nếu mà nói người Việt Nam thì sợ nhiều khi đụng chạm nữa, nó những cái bạn sẽ trách móc mình. Trong ba cái chiếc xe cẩu này là có cái anh chạy xe màu vàng là cực nhất, anh phải di chuyển tới di chuyển lui các bạn, còn hai anh này cố định. Thật sự nó là nhìn một cái dầm cầu này với cái hướng nhìn là nhìn cực kỳ là ngầu luôn. Tới chỗ đó là khuất các bạn, mình đã cố gắng dữ lắm luôn, không thể nào tiếp cận hơn. Mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó thật là gọn nhất để quay tiếp cho mọi người xem, chứ chỗ này thì nó hơi ức chế chút xíu. Cái ma ní bự bằng cái mình của anh trai ấy. Cây ma ní nó mà đem 100 ti chắc bể cấu luôn đó các bạn, mình sắc nó bự. Rồi anh này thì đã trả nhiệm vụ cho bên anh kia. Đây tiếp tục các bạn, đây là những cái cục gọi là phụ kiện, những cái cục này giống như là cái tay giả của mấy hải tặc ha. Cái gì đó các bạn, mấy trăm ký.
không biết là ở chiếc chiếc bon này còn có dầm cầu không các bạn, tại vì mình thấy cái lượng nó rất là sâu nha. Như vậy là chắc mình nghĩ là có rồi, tại vì những cái cục hồi nãy là cục kê đó các bạn, kê giữa lớp dầm cầu á, cục bê tông vừa đem lên, tức là ở dưới nó sẽ còn dầm cầu nữa nha. Hồi sớm thì có nghe mấy ảnh bên anh Tý tài xế có nói là 7 cây, chiếc đầu tiên là 2 cây và chiếc thứ hai là 5 cây, thì chắc có lẽ là như vậy rồi. Xuống rất là chậm các bạn. Trên đó thì sẽ có cái anh đội nón trắng giống như là bên kỹ thuật, ảnh sẽ đo đạc và đong đếm kích thước ngay chưa các bạn thấy không, khi mà trước khi xuống là phải đánh dấu bằng cây viết. Vậy thì cây dầm thứ tư cuối cùng cũng đã để lên ok các bạn. Chiếc xe cẩu ở ngoài này thì cũng đã móc dây sẵn rồi, còn cái chiếc bên anh tài xế Tý thì đang quay ra để móc lên nữa ha. Hiện tại thì ở dưới bon này chắc mình nghĩ là còn khoảng 3 cây dầm, tại vì cẩu lên 2 sẽ còn 3. Đó là những thông tin lúc trước mà anh hồi sớm anh Tý anh có nói là 5 cây thôi, thì mình sẽ chia sẻ lại thôi. Nếu mà chút xíu nữa lên có hơi thiếu hơi dư thì các bạn cũng thông cảm nha, mình cũng không có quyền trả giá được nữa. Đây cho mọi người xem lại cái sừng trâu của xe cẩu nè. Trời ơi, lực.
Rồi, mời các bạn xem với mình ha, ảnh sẽ cẩu cây thứ 5 lên. Cái cây dầm ở dưới này thì sẽ khó lấy hơn là cái hai cây ở phía trên các bạn, tại vì nó lọt ở trong cái hầm á, nên thì lôi lên nếu như mà không đồng tay, cũng như là những cái cọng dây mà cột cái chiếc xà lan bon mà nó không cứng á, thì nó sẽ có cái tình trạng là cọ vô cái xà lan bon, thế là nứt mẻ, là mẻ cái khúc cạnh nhỏ chứ không phải là nứt cây dầm như các bạn nói, phải cho nó đúng một xíu. Rồi bây giờ hai anh cũng đã lên ga và mình thấy cọng dây nó cũng hơi gịch gịch và chiếc xà lan bon nó cũng đã giật giật rồi đó các bạn, để xem lại mấy ảnh sẽ cẩu như thế nào đây. Chạm hay không là do cái anh này nè các bạn, ảnh sẽ ra cái dấu hiệu lên. Cái cọng dây ảnh cầm là ảnh chim vô mép bên trong đó kìa. Đó. Một cây bê tông nặng 80 tấn còn được gọi cái tên là dầm cầu Super T, kích thước là 38 m, ngang là 2 m rưỡi, chiều cao là 1 m 8, khủng khiếp quá các bạn ơi. Rồi, còn nhiệm vụ còn lại thì ảnh sẽ làm theo những cái động tác phía trước lúc trước các bạn, cũng quay vô quay ra, rồi sau đó thì sẽ đưa lên chiếc xe kéo hay được gọi là xe lưu bồi thờ chống Pháp, rồi lúc đó mới chuyền qua chiếc xe cẩu màu vàng 100 tấn ở phía trong để cẩu qua. Bây giờ thì mấy ảnh cũng đã thay đổi chiến thuật các bạn, anh này anh sẽ quay ra và anh kia quay vô, không có chiến thuật ban đầu nữa các bạn. Giờ chơi đổi chiến thuật ra không máy ngoài luôn các bạn, anh ở đây quay ra, anh kia quay vô nha. Quá khủng khiếp, tới ngoài máy sông luôn rồi, cũng tới mép bên đây luôn rồi. Cẩu cái này là nếu mà mất thời gian lâu nhất chính là cái thời gian mà đưa cái đầu dầm cầu xuống cái chiếc xe lưu bồi á, thì cái thời gian đó là mất thời gian nhiều nhất cũng như là mệt nhất các bạn, còn nhiều lúc mà cẩu thì nó cực kỳ là dễ. Chứ 200 tấn mà muốn gịch lên phải lên ga ở đó nữa ha. Đó.
Đây cái lúc này là ảnh thay dây nè các bạn. Chiếc bên đây bỏ dây ra thì mới đưa xuống như này. Đó, còn bên đó thì sẽ chuyển qua chiếc cẩu bên kia. Đây vẫn là cái tình huống quen thuộc. Sẽ cẩu cái dầm cầu đưa lên. Nhưng mà bây giờ thì mấy anh đã khỏe hơn lúc nãy các bạn. Anh không có đưa vô sâu quá. Chỉ cần xoay ngang thì cái dầm cầu cũng đã tới cái vị trí mà để xuống rồi ha. Thời gian này là cái thời gian để cho cái chiếc xe cẩu màu vàng cột cái mani vô nữa các bạn, chứ không phải là nghỉ mệt đâu. Trong cái thời gian mấy cái anh ở trên đang làm thì mấy anh ở dưới này cũng tranh thủ thời gian để ngồi nghỉ ngơi các bạn. Ở trên thì rất là đông anh em cũng như là mấy anh kỹ thuật, kỹ sư hoặc là gọi là bên xây dựng các bạn. Đầu này một anh thì đầu bên đây cũng phải một anh nữa ha. Xuống rồi. Ok nè các bạn. Như vậy thì ảnh cũng đã lắp được 4 cây và cái video này cũng 2 cây các bạn, 3 cây chứ xin lỗi các bạn, thì rất là dài thì mình sẽ xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu các bạn còn muốn xem những cái video mà về cẩu dầm cầu như thế này thì mình sẽ tiếp tục ra một phần nữa gửi đến tất cả mọi người xem với mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like ủng hộ tinh thần mình nha các bạn.